Một chiếc xe Matiz nhập đời 2005, đăng ký đợt đầu 2008 chỉ có vài chục triệu thôi các bác nhá. Vài chục triệu thôi. Vâng, xin kính chào các bác, quý vị và các bạn. Hôm nay em vừa về một chiếc xe Matiz nhập đợt màu vàng chanh. Chiếc này được form dáng spec hết rồi. Xe thì còn khá đẹp và các bác biết rằng xe nhập thì xe nó sẽ rất là tốt và chắc chắn. Chiếc xe này thì lại 100% không dịch vụ taxi. Xe màu vàng chanh khá đẹp và biển tư nhân, xe biển 98 nhá. Tất cả thì còn zin hết nhá các bác nhá. Một lát em sẽ cho các bác xem về chi tiết chiếc xe này và em cho các bác xem về xung quanh trước. Về cái màu sơn thì màu sơn vàng chanh. Rất là nổi, xe rất đẹp. Một chiếc Matiz nhập đời 2005, đăng ký lần đầu 2008. Hiện tại bây giờ đang là xe tên tư nhân và chiếc xe không hề chạy taxi dịch vụ một ngày nào. Xe la răng theo xe bốn bánh, la răng nguyên bản theo xe luôn ạ. Lốp thì còn khá mới các bác nhá. Lốp khá mới và xe biển 98A. Chiếc xe này là chiếc xe nhập nên chạy rất là tốt. Với cái dòng xe nhập này thì các bác, các em không phải nói nhiều thì các bác đã biết rồi. Xe nhập thì bao giờ nó cũng tốt hơn trước. Và chiếc này thì đã được trong cái vô lăng nó đều có túi khí an toàn. Nếu các bác mà đi xe không may có bị va chạm thì nó sẽ rất an toàn cho người lái các bác nhá. Đấy, một chiếc xe Matiz mà có cả túi khí thì các bác biết là cái độ bền và độ sự nó quá đẹp. Form dáng con này thì đúng là như con form dáng con Spark rồi các bác nhá. Một chiếc xe còn khá là nguyên. Chiếc này đầu đít cổ kèo thì không có đâm đụng gì. Xe thì là tư nhân đi và xe vừa mới đăng kiểm ngày hôm qua các bác nhá. Các bác mua về thì chắc không phải làm gì đâu, em sẽ dọn dẹp cho các bác đầy đủ và chỉ sẵn đi thôi. Vâng, thưa các bác, một chiếc xe Matiz nhập đời 2005, đăng ký đợt đầu 2008 chỉ có vài chục triệu thôi các bác nhá. Vài chục triệu thôi. Và chiếc xe này em đang bán với giá là 85 triệu đồng. Em cho các bác xem về cái phần nội thất một chút. Về phần nội thất nhá, thì keo chỉ cái con này thì còn gần như là còn nguyên luôn, chỉ mất một chút cái keo chỉ ở cánh phụ bên đằng sau thôi. Ở chiếc này thì có hai kính điện đằng trước, đằng sau là kính quay tay, đó là Matiz nhập. Và đặc biệt thì cái vô lăng túi khí đây, túi khí có vô lăng các bác nhá, vẫn là vô lăng, vẫn là biểu tượng của Daewoo, đó là Matiz và vô lăng túi khí đời 2005. Xe được trang bị màn hình rồi, ở ghế thì hai màu đỏ đen. Xe còn khá nguyên vẹn nhá các bác nhá. Mua vào chỉ việc chạy thôi các bác nhá. Chiếc xe này thì keo chỉ bên này cũng còn nguyên này, nó cũng chưa mất này, rất đẹp. Keo chỉ đây và nội thất đây. Xem keo chỉ bên này các bác nhé. Chiếc xe này thì mất một đoạn keo chỉ đây, từ đây xuống tới dưới này mất tầm 3-40 phân vậy, chỉ vậy thôi, còn tất cả còn nguyên hết. Đằng sau thì vẫn là kính quay các bác nhé, vẫn là kính tay quay. Còn đằng trước thì hai cánh là kính điện rồi. Đây là cái nội thất bên trong. Vâng, và chiếc xe em đang bán với giá là 85 triệu đồng. Các bác nào có nhu cầu mua xe nhập chạy, xe chạy thì cực chất luôn các bác nhá. Đây keo chỉ đây ạ. Keo chỉ khá zin. Con này thì mất một đoạn lỡ ở dưới này. Đây là nó rụng rồi nhá các bác nhá. Còn xe thì không đâm đụng gì. Quá là đẹp luôn. Chắc chắn và xe không dịch vụ taxi một ngày nào. Vâng, các bác đang xem kênh của em mà quên chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất nhá. Thì video mới nhất mà em đăng lên hàng ngày cho các bác. Và trong thời gian tới thì em sẽ bán những chiếc xe cao hơn nữa, vài trăm triệu. Các bác nào có nhu cầu mua xe cao hơn nữa thì hãy đăng ký kênh của em để theo dõi những kênh và tất cả những video em đăng lên mua xe đời cao đăng lên cho các bác. Và đây là khoang máy của chiếc xe Spark ở cái Matiz của anh nhé. Vâng ạ, khoang máy chiếc xe Matiz đây. Ở chiếc xe này là cái dòng xe nhập, chính vì vậy mà xe đó về khung xương thì rất là chắc chắn, cứng cáp, chưa biết đâm bụng là cái gì cả. Còn cái chuyện mà cọ quẹt bình thường thì chắc là có bác nhá. Đây ở hai bên đây khá ngon, khá ngon luôn này. Về tất cả khung sườn thì con này còn khá chắc chắn. Đèn thì vẫn là đèn nguyên, đèn bên này rất sáng. Đây về răng đây ạ, răng gần như là còn nguyên vẹn hết, sơn tây đây ạ, chưa có một vết cọ xớp gì, còn rất là bóng đẹp luôn. Đèn bên này là cũng là đèn nguyên nhưng nó hơi ố một chút, thì em sẽ đi đánh bóng cho các bác nhá, cho nó xong đi sẽ ngon ảnh hơn.
máy thì khô ráo. Đấy nha, quay thêm tận dưới cho bác này, máy khô ráo. Về cái máy của con này thì cũng như con Spark thôi, không khác tí nào. Thế nhưng mà riêng về dòng nhập thì chất độ và cái chất lượng của nó sẽ tốt hơn các bác nhá. Vâng, và em đang bán con Matiz đời 2005, đăng ký 2008. Chiếc xe này là bản nhập. Và em đang bán với giá là 85 triệu đồng. Bác nào có nhu cầu mua thì hãy liên hệ luôn với em. Và các bác mà chưa có đăng ký kênh thì hãy đăng ký ngay, bấm vào nút đăng ký ngay bên dưới để không bỏ lỡ những video tiếp theo em đăng lên cho các bác. Vâng, em xin chào các bác.